Lê Sơ, học sinh lớp 12A2. Đây là trường trung học phổ thông Vĩnh Viễn nha, cũng là ngôi trường mình đang học, mời các bạn tham quan nha. Xin chào em, sau khi em đồng hành được 2 tháng học ở trường này thì em có nghĩ về gì về trường này? À, theo em là ở ngôi trường này có quá trình giáo dục rất là tốt và các thầy cô giáo viên thì rất là vui vẻ với các bạn học sinh, chẳng hạn như là thầy Tân. Em rất thích thầy Tân vì thầy Tân rất là dễ thương với các bạn học sinh. Em xin hết ạ. Anh cảm ơn em nha. Dạ, em cảm ơn. Xin chào bạn, sau 2 năm gắn bó với trung học phổ thông Bình Viễn thì bạn có cảm nhận thì sau 2 năm mình học ở đây thì mình thấy cơ sở vật chất ở đây khá là ổn định và các thầy cô và bạn bè đều hòa đồng và vui vẻ với nhau. Có những thầy cô rất là đồng tình, quan tâm học sinh của mình và với riêng mình thì mình thấy là thầy Quyến là người đặc biệt nhất, tại vì thầy là thầy giáo viên chủ nhiệm của mình. Thầy luôn quan tâm là dạy dỗ các học sinh của mình để làm sao có thể đạt được một thành công nhất định trong cuộc sống. Mình xin hết ạ. Cảm ơn bạn rất là nhiều. Con lòng ra.